Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong những năm gần đây, nếu có một địa phương nào tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư rầm rộ và sôi nổi nhất, đó có lẽ là Nghệ An. Cứ ra Tết âm lịch, lãnh đạo tỉnh lại tổ chức một hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư và cũng là để xúc tiến đầu tư vào địa phương mình. Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, nhưng mà cho đến thời điểm này thì vẫn cơ bản là một tỉnh nghèo. Nghệ An cũng là một trong số ít các địa phương được Bộ Chính trị ban hành hẳn một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đó chính là nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. Những yếu tố cần thiết đều đã hội đủ. Vấn đề lúc này là Nghệ An sẽ triển khai nghị quyết như thế nào? Và đó là lý do mà chúng tôi đã có mặt ngày hôm nay tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An để đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Xin được giới thiệu ông Hồ Đức Phước, Bí thư tỉnh ủy ở Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, câu hỏi đầu tiên có lẽ xin được dành cho ông Hồ Đức Phước, Bí thư tỉnh ủy. Nói một cách ngắn gọn thì ông có thể nói gì về tầm quan trọng của nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đối với cả phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An ạ? Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị thể hiện cái sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với quê hương Nghệ An và cổ vũ cái tinh thần của nhân dân Nghệ An, trách nhiệm của nhân dân Nghệ An đối với việc xây dựng Nghệ An trở thành một tỉnh giàu mạnh, và thể hiện cái trách nhiệm của các cái địa phương khác đối với quê hương Nghệ An, và thể hiện cái lòng kính trọng đối với chủ tịch quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời ấy, nghị quyết 26 tạo ra cái định hướng một cách vững chắc nhất và là chìa khóa tạo ra cái mở toang các cái cánh cửa để cho Nghệ An phát triển, tạo đà cho Nghệ An trở thành một tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Vâng. Ông Nguyễn Xuân Thắng, ông cũng là người con của xứ Nghệ. Ông kỳ vọng như thế nào về cái nghị quyết 26 đối với cái khả năng bứt tốc của Nghệ An từ nay đến năm 2020? Trước hết là tôi rất là vui mừng khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 26 về phát triển kinh tế xã hội cho Nghệ An. Đây, như điều ông Phước vừa nói, là thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, của Đảng và Nhà nước đối với phát triển Nghệ An, với tính cách là một cái tỉnh mà như chúng ta biết là rất nhiều tiềm năng, đồng thời là một tỉnh lớn và có cái vai trò hết sức quan trọng trong cái phát triển của kinh tế xã hội của miền Trung, mà trước hết là của Bắc Trung Bộ. Và điều quan trọng nhất là cái nghị quyết 26 ban hành vào cái thời điểm mà chúng ta đang thực hiện cái việc chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng tái cấu trúc nền kinh tế, yêu cầu về phát triển dựa trên chất lượng và dựa trên công nghệ, và đây chính là một cái định hướng hết sức quan trọng để cho Nghệ An có cơ sở, có khung khổ pháp lý, có điều kiện thuận lợi cho việc bứt phá phát triển đi lên để xây dựng trở thành một tỉnh giàu. Vâng. Điều quan trọng thứ hai mà tôi cũng rất là suy nghĩ là vì có thể nói rằng trong số tất cả các địa phương thì hiện nay chỉ có các cái thành phố trực thuộc trung ương và rất ít là địa phương là có nghị quyết của Bộ Chính trị. Thì Nghệ An có thể nói là gần như là tỉnh đầu tiên mà Bộ Chính trị ban hành hẳn một nghị quyết trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị ở cái giai đoạn phát triển vừa qua. Cho nên tôi rất là vui mừng với tính cách là người con xứ Nghệ lại càng hết sức phấn khởi. Vâng, có lẽ đi vào chi tiết một chút, thưa ông Nguyễn Xuân Đường, ông hình dung ra diện mạo của Nghệ An vào năm 2020 sẽ như thế nào với nghị quyết này? Theo tinh thần nghị quyết 20 của Bộ Chính trị, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị á, thì Nghệ An phải phấn đấu đến năm 2015 là trở thành một cái tỉnh phát triển khá của cả khu vực miền Bắc. Vâng. Và đến năm 2020 thì cơ bản là trở thành một cái tỉnh công nghiệp, có nền công nghiệp phát triển, rồi thì có một cái cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ và vững chắc, rồi có một cái nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, có một cái nền quốc phòng vững mạnh, an ninh trật tự an toàn xã hội đảm bảo, và lúc đó là mọi người dân đều có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và nông thôn mới sẽ phát triển một cách là toàn diện. Thì hiện nay dưới đánh giá của nhà đầu tư ấy, thì Nghệ An vẫn được coi là vùng đất tiềm năng, nhưng mà chúng ta đều biết là đến thời điểm này thì các dự án lớn rồi là các những cái dự án đầu tư mà mang tính chất hiệu quả thì Nghệ An vẫn chưa có nhiều. Vậy thì theo đánh giá của ông với tư cách là người đứng đầu của tỉnh thì điểm nghẽn hiện nay nó đang nằm ở đâu? Theo tôi thì trước hết là cái vấn đề cải cách hành chính. Cái cải cách hành chính nó chưa mạnh mẽ,
và cái những người làm cái công tác đầu tư ấy, thì chưa hết mình với hơi thở của doanh nghiệp, cho nên ấy, là cái vấn đề thu hút đầu tư nó vẫn có những cái vấn đề hạn chế trong vì là một điểm nghẽn. Điểm nghẽn thứ hai nữa là cái vấn đề quy hoạch và kế hoạch nó phải đi trước một bước. Thế nhưng mà quy hoạch và kế hoạch của tỉnh Nghệ An trong một thời gian dài là vẫn chậm so với cái yêu cầu. Chẳng hạn như là nghị quyết 16 của Đại hội Đảng 16 của tỉnh Nghệ An xác định là Nghệ An đến năm 2010 sẽ có 5,9 triệu tấn xi măng. Trong khi đó thì cái quy hoạch của Nghệ An là của xi măng chỉ có 1,6 triệu tấn. Cho nên là có nghĩa là đến khi bổ sung xong quy hoạch thì lúc đấy thì cái khủng hoảng thừa về mặt xi măng. Cho nên các nhà đầu tư của người ta cũng không đầu tư vào cái xi măng nữa. Vâng. Còn nếu như mà chiến lược mà đi sớm một chút thì Nghệ An sẽ trở thành một cái trọng điểm xi măng của cả nước. Nó sẽ phát triển được khoảng độ 12 triệu tấn xi măng bởi vì có cái nguyên liệu để đảm bảo. Hoặc là chẳng hạn như về mặt nhiệt điện. Chúng tôi có cái nhiệt điện Đông Hồi là 2.400 MW. Thế thì nhưng mà cái sơ đồ 7 phải đưa vào lại đến năm 2023. Thế thì cái này nếu mà đưa vào cái sơ đồ 6 thì như vậy là sẽ cái tiến độ sẽ nhanh hơn, và lúc đấy cái vấn đề nền kinh tế của thế giới đang còn phồn thịnh. Vâng. Thì nhà đầu tư sẽ đến nhiều hơn. Hoặc là chẳng hạn như hệ thống cảng biển thì nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư cái hệ thống cảng biển nhưng mà lúc đấy chưa có quy hoạch. Đến khi chúng ta có quy hoạch cái hệ thống cảng biển của Nghệ An có 3 cái cảng biển lớn thì lúc đấy là cái suy thoái kinh tế, cho nên là tìm kiếm nhà đầu tư rất là khó. Và một kỷ niệm cuối cùng theo tôi nghĩ là đó là cái tư tưởng níu kéo rồi cái trông chờ lại ở một bộ phận, và từ đó thì nó sẽ cản trở cái quá trình đầu tư. Đây là một vấn đề mà do cái vấn đề nhận thức không đều giữa các cái vùng miền, giữa các cái thành phần. Ở đây ông muốn nhấn mạnh đến cái vấn đề ỷ lại ở đây là của bộ phận quản lý nhà nước hay là của các doanh nghiệp ạ? Ở đây chúng tôi cho rằng là cái bộ phận quản lý nhà nước thì là nhiều hơn. Vâng. Vâng. Thì như vậy là cho nên là ở đây không có lửa, không có khát vọng để làm giàu cho quê hương. Thì từ đấy nó không cùng một cái tiếng nói, không cùng đồng hành và không cùng một hơi thở với nhà đầu tư, với doanh nghiệp. Thì nó sẽ là đây là một cái vật cản cho quá trình phát triển. Với khía cạnh là Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Nguyễn Xuân Đường nhận định như thế nào về những cái nhận xét vừa rồi của đồng chí Bí Thư? Tôi cho đồng chí Bí Thư nhận định như vậy là rất trùng rồi. Bây giờ chúng tôi quyết tâm là phải là xử lý những cái vấn đề mà đang còn vừa mắc đó. Và nhất là cái việc mà trách nhiệm, rồi tư tưởng, rồi thì cái tâm huyết của cả bộ công chức trong bộ máy nhà nước hiện nay. Trong thời gian tới thì rõ ràng Nghệ An cần rất nhiều việc phải làm, đặc biệt liên quan vấn đề hạ tầng, rồi là thu hút đầu tư. Vậy thì theo ông, để mà thực hiện nghị quyết 26 thì cái nguồn lực của Nghệ An sẽ phải huy động như thế nào trong bối cảnh mà vốn ngân sách nhà nước hiện nay đang gặp khó khăn nhiều như vậy? Đúng là để thực hiện được những cái định hướng mà như ông Xuân Thắng và ông Bí Thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước đã nêu á, thì chúng tôi cho rằng là nguồn lực là đóng một vai trò hết sức quan trọng. Và nguồn lực ở đây thì bao gồm là nguồn lực đối với con người. Thì con người thì chúng tôi hiện nay tại Nghệ An á, tại thành phố Vinh á, là có đến 5 trường đại học, 8 trường cao đẳng và rất nhiều cơ sở đào tạo dạy nghề. Chúng tôi sẽ tập trung khai thác cái thế mạnh của Nghệ An, đó là con người, đó là trí tuệ, đó là học giỏi, và sẽ cung cấp một cái nguồn lực đáp ứng được yêu cầu để mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian sắp tới. Vâng. Vấn đề thứ hai tức là nói về nguồn vốn. Nguồn vốn thì hiện nay chúng tôi ngoài cái nguồn vốn mà Trung ương sẽ hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẽ phát huy cái nguồn lực ở tại chỗ. Nguồn lực ở tại chỗ bao gồm nguồn vốn của con em Nghệ An đi làm ăn ở các nơi thành đạt sẽ quay về đầu tư ở tại tỉnh Nghệ An. Nghệ An có rất nhiều người con làm ăn và rất là giỏi giang ở bên ngoài, và cái này cũng rất là đặc thù bởi vì là thường thì người Nghệ An rất là yêu quê hương và thường quay trở về đóng góp. Ông nhìn thấy cái nguồn lực này như thế nào? Về nói với con người xứ Nghệ thì cái này hiện nay là tôi rất mừng ý, là lãnh đạo tỉnh bên tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân dân có hẳn cả một cái dự án về là huy động tài năng của người xứ Nghệ ở nguồn lực những người Nghệ xa quê mà không phải ở trong mà ngoài nước mà khắp nơi trên thế giới. Bây giờ chúng ta phải đánh giá thật đúng cái nguồn lực của người xứ Nghệ. Thực ra nói là người xứ Nghệ gốc gác thì rất là nhiều, nhưng mà bây giờ đánh giá thật là đúng chứ không phải chỉ là những cái đồng chí mà chúng ta biết được,
Bởi vì nguồn lực có những người đi, tôi nói ví dụ có những cái nhà đầu tư nước ngoài mà gốc thì Nghệ An, nhưng họ đi xa nước bây giờ 50-60 năm, là bây giờ thế hệ F1, F2 cả. Và bây giờ về với Nghệ An làm cách gì để chúng ta có thể huy động được họ? Thì đấy là những cái để chúng ta thấy là cái ý tưởng của các lãnh đạo Nghệ An rất là tốt. Còn những người con xứ Nghệ thì tôi nói thiệt là trong những doanh nghiệp lớn và những doanh nghiệp có tên tuổi của cả cái nước này đó, ở cả trong và ngoài nước ấy, thì tôi có thể nói rằng là người xứ Nghệ rất là nhiều và thậm chí là rất là xuất sắc. Tôi có thể ký ví dụ như anh Đặng Khắc Vị ở Roton, rồi là các anh Cảnh Sơn của Eurowindow, rồi là một số các cái tập đoàn công ty, đấy là những cái doanh nghiệp rất là lớn và họ cũng rất sẵn sàng về cái hương. Nhưng mà như anh Phước và anh Đường vừa nói lúc nãy thì chính cái cản trở hành chính và một cái thời gian, tôi cũng phải nói rằng là cũng không phải ngắn đâu, và cái cách đặt vấn đề mà chúng ta phải chưa theo cái tinh thần của kinh tế thị trường lắm đâu. Cho nên là vẫn theo cái kiểu là về địa phương, và cũng thực sự cũng phải nói một cách rất thẳng thắn là có thể các anh lãnh đạo thì có thể thông suốt, nhưng mà các cái khâu dưới chúng ta, cái việc kiểm tra giám sát những cái người mà trực tiếp thụ lý tất cả các cái quy trình hồ sơ để làm các dự án gặp rất nhiều khó khăn. Và cái đó là anh em người ta nói với chúng tôi là đấy là một trong những cái trở ngại mà rất âm thầm, và thực ra đôi khi các đồng chí lãnh đạo không thể biết được, mà cái này là cái chúng ta phải giải quyết ngay. Và tôi rất mừng là 3 năm gần đây, hay nói đúng hơn là 2 năm gần đây, chính xác là như vậy, thì rất nhiều nhà đầu tư đã trở về với Nghệ An và trở về với một cái quy mô đầu tư rất là lớn, và những dự án có thể tôi cũng nghĩ sẽ đặt được những dấu ấn cho cái sự phát triển của Nghệ An về những lĩnh vực mà họ lựa chọn. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thắng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng là trong cái bối cảnh thị trường kinh tế mạnh mẽ như là hiện nay thì Nghệ An không thể không phát triển được nếu như không có các nhà đầu tư, như các đồng chí lãnh đạo ở đây cũng đã khẳng định. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem các nhà đầu tư đang làm ăn như thế nào tại Nghệ An và lãnh đạo tỉnh đã làm gì để thu hút họ đến với vùng đất này. Nhận giấy phép đầu tư từ tháng 2 năm 2012 với tổng vốn đầu tư là 120 tỷ đồng, chỉ sau hơn một năm triển khai xây dựng, công ty nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung đã hoàn thiện nhà máy và đưa vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hơn 200 người lao động trên địa bàn. Theo đại diện doanh nghiệp, chính sách và cơ chế thông thoáng của Nghệ An là lý do chính để doanh nghiệp phát triển kinh doanh và mở rộng sản xuất. Qua cái quá trình nghiên cứu tìm hiểu thì chúng tôi thấy rằng Nghệ An cũng là cái trung tâm của miền Trung, nó để đảm bảo cung cấp hàng cho miền Trung rất thuận lợi. Và hơn nữa, khi ở miền Nghệ An này, chúng tôi tìm hiểu thấy có ở các khu công nghiệp có cái chính sách thu hút ưu đãi để thu hút đầu tư rất là tốt. Vì vậy chúng tôi chọn cái địa điểm của Nghệ An để mà đầu tư cái một cơ sở thứ năm của công ty. Không chỉ với các nhà đầu tư trong nước, ngay cả đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Nghệ An cũng là một trong những địa phương có sức hút lớn đối với họ tại khu vực miền Trung. Đầu tư 30 triệu đô la Mỹ vào xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Nghệ An, doanh nghiệp điện tử của Hàn Quốc này đã tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động. Nguồn nhân lực dồi dào của Nghệ An chính là một trong những ưu tiên đầu tư của họ. Việt Nam đang là một quốc gia thu hút các nhà đầu tư của nước ngoài. Tuy nhiên, miền Trung đang là một trong những lựa chọn chính của chúng tôi, bởi vì ở thời điểm hiện tại, nếu đầu tư ở miền Bắc sẽ thiếu hụt nguồn nhân lực, còn tại miền Nam thì đã có quá nhiều nhà đầu tư ở đó. Đến đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi kỳ vọng vào một nguồn nhân lực dồi dào và một cơ chế chính sách thông thoáng. Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho gần 500 dự án, trong đó có 40 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150.000 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, năm 2013 cũng đã có 4 dự án đầu tư tại Nghệ An bị thu hồi, 21 dự án khác đang chậm tiến độ và nhiều nhà đầu tư đang đứng trước nguy cơ bỏ dở dự án. Cái nổi lên của những năm vừa rồi đấy thì nó biểu hiện có một số cái dự án chậm hoặc là có thể nói không triển khai. Thì cái nguyên nhân chính có thể nói là cái phần khách quan thì có thể nói là do cái ảnh hưởng của kinh tế, khủng hoảng kinh tế nói chung. Và cho nên các cái nhà đầu tư có thể nói khó khăn trong cái phần huy động nguồn lực cho đầu tư. Thế và phía chủ quan của tỉnh thì nó thực ra cũng có những cái một cái thứ nhất là liên quan đến quá trình tham mưu của các ngành, cái thẩm định, cái năng lực tài chính có thể nó cũng chưa cao. Cái thứ hai là liên quan đến xung quanh vấn đề giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ của các nhà đầu tư, đó là mất cái cơ hội. Rồi thì liên quan đến cái thủ tục hành chính, những cái vấn đề này chúng tôi cho rằng là cũng là những cái nguyên nhân mà có thể nói đứng cản trở thì cái phần này. Tỉnh chúng tôi cũng xác định rất rõ là để phát triển được thì tỉnh là phải thu hút được đầu tư trong
và ngoài nước. Thì trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo rất nhiều cái giải pháp đồng bộ để triển khai cái phục vụ cho cái thu hút đầu tư. Và phải nói rằng chúng tôi xác định là nhà đầu tư là một bộ phận cấu thành của tỉnh trong quá trình phát triển. Do đó chúng tôi rất quan tâm đến các cái cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư, thực hiện một cái chính sách nhất quán là thực hiện các cái hỗ trợ đầu tư của Trung ương và của tỉnh trong thời gian ngắn nhất và đảm bảo nhất. Theo quy hoạch, Nghệ An sẽ có một khu kinh tế tập trung với diện tích trên 18.000 hectare và 8 khu công nghiệp nằm phân bổ trên các địa bàn của tỉnh. Đến nay, chỉ riêng tại khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp của Nghệ An đã có 55 dự án đang hoạt động, trong đó có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo việc làm ổn định cho hơn 8.000 lao động tại địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2012. Năm 2014, Nghệ An đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 14.000 lao động, nâng giá trị sản xuất công nghiệp lên hơn 5.500 tỷ đồng. Vâng, xin hỏi ông Hồ Đức Phước là đúng là rất là không may khi mà cái thời điểm mà Nghệ An rất là năng động trong vấn đề xúc tiến đầu tư thì đúng là cái thời điểm mà nền kinh tế cũng như là doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy ông kỳ vọng như thế nào vào 2014? 2014 thì là cái năm mà chúng tôi tin tưởng là cái vấn đề thu hút đầu tư nó sẽ tốt hơn. Bởi vì cái việc thu hút đầu tư nó không phải là chỉ một ngày hoặc một tháng, một năm, mà cái việc này chúng tôi vận hành theo một cái chương trình. Và các cái nhà đầu tư ấy, đã cái khó khăn nhất là cái giai đoạn mà họ tìm hiểu. Và vấn đề thứ hai nữa là mình chuẩn bị các cái điều kiện để họ vào. Thế bây giờ các cái vấn đề thủ tục đầu tư đã gần như có hoàn thiện và đã có một số nhà đầu tư lớn. Có nhiều đời nhà đầu tư có thể đầu tư ngay từ đầu năm 2014 này hàng chục ngàn tỷ đồng. Thế thì gọi là chúng tôi đã chuẩn bị. Và như vậy là chúng tôi kỳ vọng rằng năm 2014 sẽ là cái năm mà cái ngày hội đầu tư sẽ có nhiều cái kết quả lớn. Và quay trở lại về vấn đề quy hoạch vùng, thưa Nguyễn Xuân Thắng, như ông đã biết, khu vực Bắc Trung Bộ thì là khu vực mà có 7 tỉnh khác nhau và đều là những tỉnh lớn, bao gồm Thanh Hóa, này, Nghệ An, Hà Tĩnh, này, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Vậy thì trong một bối cảnh khu vực có nhiều tỉnh lớn như vậy mà định hướng đến năm 2020 thì Nghệ An trở lại trung tâm của Bắc Trung Bộ. Vậy thì Nghệ An sẽ phải định vị mình như thế nào trong tất cả các tỉnh lớn đó? Tôi cho rằng là khi nói về cái phát triển Nghệ An ấy, ngoài cái công tác quy hoạch hạ tầng và những cái thủ tục hành chính coi như trở ngại về mặt thể chế thì có rất nhiều vấn đề chúng ta phải đặc biệt chú ý là về đánh giá thật đúng tiềm năng. Thật đúng tiềm năng là sát thực để lựa chọn cho cái sự phát triển Nghệ An sẽ định vị vào những cái lĩnh vực gì, những cái nhóm sản phẩm nào, những cái ưu tiên phát triển ra làm sao. Cái này hết sức quan trọng bởi vì bây giờ trong điều kiện mà cơ cấu tương đối giống nhau của các cái địa phương liên kề, mà nếu chúng ta có một cái cơ cấu kể cả thu hút đầu tư mà vào một cái nhóm ngành tương tự thì điều đó thực chất chính là cái việc mà làm cho cái giải tán nguồn lực. Và trên thực tế các doanh nghiệp người ta khi mà lựa chọn đầu tư bao giờ cũng tính toán đến thị trường, phát huy cái tiềm năng và đặc biệt là cái cạnh tranh trong cái điều kiện kinh tế thị trường. Và đấy là cái điểm mà tôi cho rằng Nghệ An ấy hoàn toàn có thể có một cái sự rà soát lại đánh giá để theo tinh thần nghị quyết 26 Bộ Chính trị để chúng ta chọn những cái trọng tâm trọng điểm nhất cho cái sự phát triển. Và điều này trong những lần mà trao đổi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch ấy, thì chúng tôi thấy rằng là cái hướng mở của hiện nay của Nghệ An về cái việc này là tương đối rõ. Chẳng hạn như Nghệ An không thể phát triển những cái ngành tương tự như những địa phương xung quanh. Vâng. Mà để đóng vai trò ở đây là vấn đề là phải thực hiện được cái những lĩnh vực có tính chất vừa là kết nối được cả vùng, vừa là những lĩnh vực mà phát huy lợi thế nhưng mà phải dựa trên sự thay đổi của công nghệ. Ông có thể đưa ra một ví dụ? Tôi lấy ví dụ như hiện nay Nghệ An không nhất thiết phải phát triển những cái ngành chẳng hạn như là sắt thép hoặc là xi măng. Mà bây giờ Nghệ An có thể phát triển những cái ngành chẳng hạn như sử dụng cái nguồn lực tại chỗ. Ở đây là người Nghệ An cũng rất là về hiếu học này, trình độ công nghệ tương đối tốt, đào tạo tương bài bài. Thì cái đó chúng ta có là cơ sở Vinh, chúng ta, ví dụ như Đại học Vinh và các cái trường đại học ở xung quanh. Và đấy là cái lợi thế, là cái điểm mạnh của Nghệ An. Cho nên những cái ngành đó là những ngành liên quan đến mà chúng ta cũng là chế biến hay là chế tạo, nhưng mà những ngành đó phải sử dụng công nghệ. Thứ hai là nông nghiệp Nghệ An ấy, nó trải rộng từ trên rất nhiều các cái vùng khác nhau như vậy đó. Thì có thể chúng ta phát triển mạnh một cái số các cái sản phẩm mà gắn liền với cái công nghệ sạch, gắn liền với cái phát huy cái môi trường sinh thái của cái, để chúng ta có thể tạo ra được những cái sản phẩm có thương hiệu. Và cái địa bàn mà chúng ta hướng tới sẽ là xuất khẩu ra
nước ngoài chứ không phải chỉ là cái cung ứng ở trong nội địa. Và cái tầm nhìn phải là tầm nhìn toàn cầu, và cái hành động mà tôi vẫn hay nói là hành động địa phương. Vâng. Là trên cơ sở lợi thế của địa phương, đến cơ sở đặc thù của địa phương, đúng chắc chọn lọc một số sản phẩm thôi. Ví dụ như sữa của TH, sữa sạch cũng là một cái hướng đi. Và đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng ấy là Nghệ An nên hướng một số cái sản phẩm chủ yếu, chứ không phải là đi tất cả. Thì như vậy ở đấy là cần phải có rà soát, đánh giá, và như anh Phước nói phải có quy hoạch. Vâng. Và cái quy hoạch này ấy là quy hoạch trên cơ sở phải rà soát đánh giá lại, nhìn nhận một cách rất là toàn diện thì chúng ta mới đánh giá được đúng cái thực tế của phát triển Nghệ An. Cái thứ hai nữa là phải có được những cái thể chế phù hợp để tạo cái môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, và trước hết là các nhà đầu tư chiến lược. Thì tôi nghĩ khi mà có các nhà đầu tư chiến lược vào, chỉ cần ấy ở một lỗ lĩnh vực hay một số sản phẩm một hai nhà đầu tư chiến lược, thì chúng ta đã tạo ra một cái sự thay đổi có tính chất bước ngoặt, hay là một cái xoay chuyển tình thế cho sự phát triển của Nghệ An, và tôi hoàn toàn đi được. Vâng, xin hỏi Hồ Đức Phước bàn về vấn đề gọi là nhà đầu tư chiến lược. Nếu như chúng ta nhìn rộng ra toàn vùng thì phía Bắc chúng ta giáp Thanh Hóa, phía Nam thì giáp Hà Tĩnh, Thanh Hóa thì có Nghi Sơn, Hà Tĩnh thì có Vũng Áng, và đều là những dự án lớn. Tuy nhiên đến thời điểm này thì Nghệ An vẫn chưa được có một cái nhà đầu tư đủ lớn đến như vậy. Và ông cũng nhấn mạnh nhiều lần trong tất cả các phát biểu mà tôi cũng theo dõi là tất cả những cái thực tế hiện nay nó có khả năng dẫn đến nguy cơ tụt hậu của Nghệ An trong thời gian tới. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc xuất hiện một nhà đầu tư chiến lược và một cái dự án đủ lớn để làm sao cho Nghệ An có thể bứt tốc lên? Tôi cho rằng là cái vấn đề mà một số cái nhà đầu tư lớn hoặc là một số cái khu công nghiệp để mà gọi là bứt phá lên, tăng trưởng lên, vâng, thì chưa hẳn để làm cho cái tỉnh đấy nó trở thành phát triển. Bởi vì thực mà nói ở Nghệ An ấy, thì các cái dự án là mang cái tầm bậc trung, thế nhưng mà phát huy hiệu quả rất là nhanh, đầu tư trong vòng vài ba năm thì có thể là đi vào khai thác sử dụng và có thể đóng góp cho ngân sách hàng ngàn tỷ. Chứ còn và nói về bình diện chung ấy, thì Nghệ An có cái phát triển nó đều, chẳng hạn như là về mặt đô thị ấy, thì có thể nói là đô thị của Nghệ An phát triển nhất. Về mặt trung tâm tài chính ngân hàng ấy, và cư dân của Nghệ An cũng rất là phát triển. Vâng. Về trung tâm giáo dục đào tạo thì Nghệ An có 5 trường đại học, 11 trường cao đẳng, hàng trăm trung tâm dạy nghề, mỗi năm như vậy là có 22.000 em vào đại học và có 11.000 người đi xuất khẩu lao động. Và có thể nói là cái việc phát triển của kinh tế của Nghệ An có thể đến thời điểm này là rất là tốt. Thế thì vấn đề tăng trưởng nó phải cộng với các cái tiến bộ của xã hội nữa thì nó mới trở thành là phát triển. Thế cho nên Nghệ An lựa chọn cái bước đi ấy là cái bước đi phát triển một cách toàn diện, không thiên về vấn đề tăng trưởng. Nhưng đến giai đoạn hiện nay, để thật sự trở thành cái trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, thì chúng tôi tập trung vào vấn đề thu hút đầu tư vào những cái lĩnh vực mà Nghệ An có tiềm năng, có khả năng, và đặc biệt là 7 cái lĩnh vực mà như trong nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và trong quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ đã nói rất là rõ. Và chúng tôi sẽ tìm kiếm các cái nhà đầu tư để mà lôi kéo các nhà đầu tư cái công nghiệp, công nghệ cao để gọi là chúng ta có cái sự đột biến về mặt chính sách. Vâng. Và cái GDP bình quân trên một người đồng người tăng lên. Chứ còn tôi cũng xin báo cáo là tại Nghệ An năm 2013 này ấy, là cái huy động vốn đầu tư và huy động thì có 34 ngân hàng thương mại trên địa bàn Nghệ An với mức huy động vốn là 56.000 tỷ đồng, có lẽ cũng vào cái top đầu của cả nước, và tăng trưởng là 28,8%. Tăng trưởng tín dụng ạ? Tín dụng là 28,8% và nợ xấu là dưới 1%, tăng gấp 3 lần so với tốc độ chung của cả nước. Mức chung. Vâng. Chung của cả nước. Tôi muốn có một ý kiến về cái nhà đầu tư chiến lược thế này. Tôi cho rằng là tôi rất đồng ý là nhà đầu tư chiến lược thường là tiềm lực lớn, cho nên là có thể có nhiều dự án rất là lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng các nhà đầu tư chiến lược phải là nhà đầu tư có nguồn vốn lớn. Mà tôi cho rằng hai cái tiêu chuẩn rất quan trọng trong điều kiện hiện nay và chúng ta lựa chọn, đặc biệt trong điều kiện Nghệ An, đấy là tiêu chuẩn về công nghệ. Hai là tiêu chuẩn về môi trường. Mà đi liền với tiêu chuẩn công nghệ thì còn gắn liền với tiêu chuẩn về lao động. Bây giờ thực ra cũng chưa thể tính toán được cái hệ lụy của những cái dự án mà chúng ta thấy rằng là nó quy mô rất lớn và những vấn đề xã hội có liên quan như thế nào. Vâng. Cho nên tôi rất là đồng tình về cách đặt vấn đề cho Nghệ An sắp tới những cái dự án các nhà đầu tư chiến lược là những nhà đầu tư mà tham gia vào cái mảng sản xuất và cái chuỗi giá trị, và họ ở những cái phân khúc mà họ có thể phát huy được trên điều kiện lợi thế của quê hương Nghệ An. Vâng. Và cái điều quan trọng nữa là ở cái chỗ này là họ nhé, là những cái nhà mà đầu tư ấy, mà khi họ vào đấy ấy, thì họ vừa là tận dụng lợi thế nhưng đồng thời
họ sẽ giúp tạo ra được rất nhiều những vấn đề về cả xã hội nữa, chứ không phải chỉ vấn đề kinh tế. Tôi về nhà đầu tư chiến lược thì ở đây thì tôi muốn phát triển thêm ý của ông Nguyễn Xuân Thắng, và tôi cũng muốn hỏi ông Hồ Đức Phước, với tư cách là người lãnh đạo tỉnh thì ông nhìn những trường hợp ví dụ như Bắc Ninh, ví dụ như Thái Nguyên trong những năm vừa qua là như thế nào? Khi một nhà đầu tư đến và thay đổi toàn bộ cái cơ cấu kinh tế của cả tỉnh, tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Tôi cho rằng đấy là một cái là những nhà đầu tư rất là tốt. Bởi vì họ đầu tư những cái công nghệ hết sức là mới mẻ và hiện đại và thân thiện với môi trường. Đồng thời họ là tạo cái đột phá để mà thay đổi cái cơ cấu kinh tế của cả vùng. Thì đây là những cái tốt, và chúng tôi cũng đang hy vọng là Samsung, LG hoặc là Hyundai hoặc là những tập đoàn kinh tế lớn sẽ lựa chọn một vài cái dự án tại Nghệ An để làm thay đổi hẳn cái cơ cấu của Nghệ An. Vâng. Nghệ An chỉ cần khoảng độ một số cái dự án lớn thì có thể làm thay đổi cái cơ cấu kinh tế và Nghệ An sẽ phát triển. Bởi vì bây giờ đã phát triển rất đều rồi, bây giờ có cái đột phá để tạo cái mũi nhọn nữa thì nó sẽ tạo cái cú hích để kéo các ngành kinh tế phát triển. Vâng, này nó sẽ còn thế này anh này. Tại sao cái anh mà Bắc Ninh ý, về Thái Nguyên họ làm việc đấy là phải nằm trong cái hệ thống chuyển hướng chiến lược của các tập đoàn này. Tức là trong điều kiện mà cái giá cả lao động ấy, vâng, ở các nước nó cao lên, mà trong khi cái năng lực cung ứng và thị trường của họ chủ yếu là thị trường toàn cầu để xuất khẩu, và chúng ta biết kim ngạch xuất khẩu chúng ta tăng lên thì 75% nó thuộc vào các cái tập đoàn, mà thực sự là chỉ mới cái tập đoàn lớn đó đóng vai trò hết sức quan trọng. Như vậy ở đây là tận dụng cái lợi thế lao động, và tôi cho rằng ở Nghệ An ấy là rất nhiều những cái tập đoàn Samsung hay là của Nhật Bản mà khi phát triển theo hướng này là chúng ta cũng cần phải kêu gọi người ta vào theo cái hướng như thế này để tạo ra cái sự chuyển hướng, mà rõ ràng là dựa trên công nghệ, mà họ thực sự là theo tinh thần về công nghệ, cho nên các vấn đề về môi trường ở đây cũng không hề lớn như những cái doanh nghiệp khác hoặc là những cái tập đoàn khác ở đây khác, cho nên phải rất chú ý. Nói gì thì nói. Vâng. Thì chúng tôi cũng đã làm việc với tập đoàn Samsung, và người Nghệ An mà làm việc trong tập đoàn Samsung ấy là hơn 3.000 người tại Việt Nam. Vâng. Cho nên là chúng tôi cũng đã làm việc với tập đoàn Samsung là sẽ đặt một cái nhà máy ở đấy, thì như vậy sẽ huy động được cái lao động. Vâng, nói gì thì nói thì Bắc Ninh hay là Thái Nguyên đến thời điểm này thì họ cũng đã cơ bản xây dựng được cái thương hiệu của nó, đó chính là điện và điện tử. Đấy, thì ông khi mà đánh giá về Nghệ An ấy thì bà Victoria Qua bà có đánh giá là như thế này, là giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, thì bà đánh giá là Bắc Trung Bộ chưa tạo được đột phá trong thu hút đầu tư của vùng bởi chưa biết cách đồng thuận để xây dựng hình ảnh và thương hiệu của cả vùng. Vậy ông đánh giá thương hiệu của vùng hay là thương hiệu đặc biệt của Nghệ An nó sẽ là cái gì ạ? Theo tôi thì Nghệ An, cái vùng Bắc Trung Bộ đấy, nó giống như cái đòn gánh mà gánh hai đầu của đất nước ấy. Vậy thì gọi là Nghệ An trước hết là phải thể hiện được cái vai trò cái liên kết vùng, liên kết giữa gọi là các vùng cùng lại, và để tạo được cái lợi thế của mình về phát triển. Tôi lại ví dụ như là trong các cái cảng biển lớn thì cái khu vực Bắc Trung Bộ này là có hai cái cảng biển lớn, ba cảng biển lớn là cảng Vũng Áng, cảng Nghi Sơn và cảng Cửa Lò. Thì ba cảng lớn. Rồi đường hàng không thì có hàng không Huế và hàng không đường sân bay Vinh, là sân bay quốc tế, sân bay Thanh Hóa, sân bay nội địa, rồi ba cái sân bay và một loạt các cái hệ thống cửa khẩu. Vậy thì tôi cho rằng là phát triển huy cái lợi thế của cái vùng Bắc Trung Bộ thì như vậy là sẽ trở thành một cái vùng mà kinh tế phát triển và cái văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa của cái vùng miền miền Trung. Còn đối với Nghệ An sẽ thể hiện được cái vai trò của trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung Bộ trên 7 cái lĩnh vực: thương mại, du lịch, dịch vụ, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và giáo dục đào tạo. Vâng. Như vậy là phát triển sẽ rất đồng đều đúng không? Vâng. Và ông Nguyễn Xuân Đường, ông nghĩ như thế nào khi một doanh nghiệp rất là mong muốn là biến Nghệ An trở thành một cái nơi mà sẽ cung cấp tới một nửa sản lượng sữa của cả nước và biến Nghệ An thành vùng đất sữa? Ông suy nghĩ như thế nào về cái thương hiệu này? Tôi cho rằng là tiềm năng về nguyên liệu, rồi thì diện tích để mà phục vụ cho cái chăn nuôi bò sữa ở Nghệ An là ở cả vùng miền Tây là rất lớn. Thứ hai nữa là sữa thì hiện nay đã có một cái thương hiệu rất tốt như vậy rồi, thì chúng tôi cho rằng là cái nhận định đó thì Nghệ An có thể là đáp ứng được cái yêu cầu phát triển. Vâng. Thưa các ngành Nghệ An chúng tôi đấy, thì như vậy là một tỉnh mà có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước, cho nên ở miền Tây của Nghệ An là chiếm 83% diện tích của cả tỉnh, 16.500 km². Thế thì chúng tôi có thể nói là rộng gấp 20 lần của cái tỉnh bé nhất cả nước. Thế thì cho nên là có một cái vùng đất rất là rộng lớn ở miền Tây Nghệ An. Thì hiện nay chúng tôi phát triển các cái loại cái chủ lực như là mía đường, thì chúng tôi có 3 cái nhà máy mía đường, và nhà máy mía đường Tết Alai là nhiều năm nay là cái nhà máy đường hiệu quả nhất cả Việt Nam.
và có 30.000 hecta vùng nguyên liệu. Rồi cầu su, bây giờ gói cầu Hồng đã phát triển được, sẽ có 4 nhà máy cầu su trên khoảng độ 12.000 hecta cầu su ở đây. Rồi chẳng hạn như là dứa để mà ép xuất khẩu, và vừa rồi đấy thì cái TH Trung Mưu tức là sữa thì chúng tôi quy hoạch cho khoảng độ 12.000 hecta nguyên liệu và 47.000 con bò sữa. Thế thì như vậy là đây sẽ là, cũng là sẽ là một cái vùng mà trọng tâm về phát triển cái và chế biến công nghiệp sữa của cả nước. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, nói về kinh tế xã hội của Nghệ An thì không thể không nói đến vùng đất rộng lớn phía tây của tỉnh Nghệ An, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Trong những năm vừa qua, bằng những cơ chế đột phá, đặc biệt là trong việc sử dụng đất, khu vực này đã thu hút được những dự án lớn và tạo ra giá trị đột biến trên một hecta đất canh tác nông nghiệp. Trở thành công nhân của công ty cổ phần thực phẩm sữa TH từ năm 2008, chị Hồng, một công nhân của nông trường 19 tháng 5 trước đây trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng với gần 400 công nhân khác của nông trường này, giờ đã có công việc làm ổn định và cuộc sống đã khấm khá hơn trước kia nhiều. Trước á, đi làm ở bên nông trường 19 năm á, là tiền lương không có, là vì ít ỏi lắm, không đủ nuôi con, ăn học. Bây giờ dự án về thì thoải mái, nói chung là có con cái, có công ăn việc làm này, đi làm rồi là công việc ổn định, ngày hai bữa là cứ rửa là đi làm thôi. Tôi hồi xưa ở công nhân 19 năm là tôi đi cầu mù, tôi thấy cảm thấy là rất vất vả, đi cầu mù từ khi 3 giờ sáng thì cảm thấy là rất vất vả. Còn bây giờ vào của công nhân của TH thì tôi cảm thấy công việc nó cũng nhàn hơn hồi xưa nhiều. Ông Tạo nguyên là giám đốc nông trường 19 tháng 5. Năm 2008, ông được cử lên tiếp quản nông trường. Khi đó, ban quản trị nông trường hàng tháng chỉ thực hiện duy nhất một nhiệm vụ là thu và đóng tiền bảo hiểm để duy trì chế độ cho người lao động. Còn lại, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của nông trường gần như bị bỏ ngỏ và chỉ còn đợi đến ngày giải thể. Tôi lên tiếp quản cái làm giám đốc ở đấy thì công nhân chủ yếu là từ lò lao động, rồi là nhận khoản đất của nông trường, nộp thuế cho nhà nước và là cái tỷ lệ khoán cho nông trường để nuôi cái bộ máy quản lý của nông trường. Còn người lao động là từ là bố trí công việc, từ tổ chức sản xuất để là nộp bảo hiểm là chủ yếu. Năm 2008, tỉnh Nghệ An đã chính thức cho triển khai dự án chăn nuôi bò sữa tập trung áp dụng công nghệ cao của tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn. Hơn 1.000 hecta của nông trường 19 tháng 5 khi đó đã được tỉnh bàn giao cho doanh nghiệp để làm dự án. Giá trị trên 1 hecta đất canh tác đã được nâng từ 30-40 triệu lên 500 triệu một hecta. Ở khu vực miền Tây Nghệ An còn có một dự án khác cũng đang tạo sinh kế ổn định và công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người dân địa phương. Đó là nhà máy đường Nghệ An với quy hoạch diện tích vùng nguyên liệu hơn 20.000 hecta, trải dài các huyện Quế Phong, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp. Ngày xưa làm ngô làm lạc thì một năm thì cũng chỉ có là từ 4-5 triệu đổ xuống, nhưng mà năm nay hoàn toàn là ví dụ như gia đình tôi thì tầm cỡ dưới 100 triệu đổ xuống. Cuộc sống rồi thu chi hàng ngày là nhờ vào cây mía cho nên cuộc sống bây giờ nó thay đổi nhiều. Năm mà chưa có nhà máy về thì dân làm khoai, làm lạc, làm ngô thì không đảm bảo về kinh tế. Thì từ khi mà có nhà máy đến dưới thì dân này có làm mía bán cho nhà máy, dân có tiền xây được nhà này, nhà lớn này, với lại đường đi này, đổ bê tông này, là dân cuộc sống của dân ổn định, xóa đói giảm nghèo được. Theo mô hình liên kết với nhà đầu tư, người nông dân trồng mía ngoài việc được hỗ trợ toàn bộ chi phí sản xuất ban đầu thì đầu ra cho cây mía cũng được bao tiêu và ổn định về giá. Khi đầu tư vào khu vực này, chúng tôi cam kết đầu tư sản xuất cho người dân và đảm bảo ổn định sản xuất. Theo kế hoạch, đến năm 2020, chúng tôi sẽ mở rộng nhà máy, tăng công suất, nâng sản lượng đường thành phẩm lên hơn 200.000 tấn một năm. Như vậy sẽ mở rộng thêm vùng trồng nguyên liệu, tạo thêm việc làm cho người dân nơi đây. Trong những năm vừa qua, thì đã được nhận sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư và rất nhiều cái dự án đầu tư vào vùng miền Tây đã đem lại hiệu quả lớn. Và có rất nhiều dự án lớn đã có cái tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của miền Tây. Ví dụ như cái dự án nhà máy đường, các dự án máy đường, rồi dự án bò sữa TH, cũng như thực hiện cho xóa đói giảm nghèo, cải thiện cho cuộc sống của nhân dân ở miền Tây thì trong thời gian qua đã phát huy tác dụng tốt và
đang đem lại những cái kết quả bước đầu rất là khả quan. Sau 5 năm hình thành và phát triển, miền Tây của Nghệ An nghèo khó trước kia giờ đang đứng trước cơ hội trở thành một vùng nông thôn kiểu mẫu. Việc nuôi bò sữa, trồng cây mía để làm giàu, một thời gian khá dài bị coi là chuyện xa vời với người nông dân nơi đây, nhưng giờ đã thành một trong những điển hình để phát triển kinh tế của Nghệ An. Ông Nguyễn Xuân Thắng, ông suy nghĩ như nào khi có nhà đầu tư, họ hình dung ra rằng là cả cái khu vực phía Tây của tỉnh Nghệ An ấy sẽ trở thành khu vực nông nghiệp rộng lớn để cung cấp thực phẩm sang Lào? Tôi có thể nói rằng là Nghệ An ấy là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam. Có các cái vùng kinh tế rất rõ rệt, kinh tế ven biển, kinh tế biển và thậm chí sắp tới là phải kể cả theo hướng mở đại dương trong cái tầm nhìn chung của nhân loại. Thứ hai là kinh tế đô thị. Và ở đây là dọc cái tuyến, nếu tính từ đường Hồ Chí Minh trở xuống thì sẽ phát triển theo cái hướng công nghiệp, dịch vụ rất rõ ràng. Và thứ ba là từ phía trên đường Hồ Chí Minh đi lên ấy, thì đấy là cái điều anh nói là kinh tế miền Tây. Thì kinh tế miền Tây theo tôi phải suy nghĩ có ba cái trọng tâm phải rất chú ý. Và thực ra là tỉnh đang triển khai theo hướng này. Một là cái nông nghiệp sinh thái, và chất khoát phải hướng vào nông nghiệp sinh thái chứ không thể khác được. Thứ hai là công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp mà trên cơ sở hình thành các cái vùng nguyên liệu rộng lớn. Và cái thứ ba nữa là bảo tồn đa dạng sinh học. Đây chính là cái thế mạnh mà Nghệ An, nếu làm được cái đó thì hình ảnh của cái Nghệ An nó sẽ rất quan trọng trong phát triển chung của cả nước. Bởi vì chúng ta thấy rằng là phá vỡ môi trường sẽ là hệ lụy rất nghiêm trọng đối với các cái phát triển khác. Cho nên tôi cái hình dung ấy, cái miền Tây Nghệ An, cái bộ mặt mà như chúng ta muốn định dạng cho nó đấy, thì tôi định dạng là như vậy. Cái quan trọng nữa là như anh biết là ở đây Nghệ An ấy là đúng là quốc gia thu nhỏ, là cửa khẩu hàng không có, cửa khẩu quốc tế biên giới có hai cửa khẩu lớn là Nậm Cắn và Thanh Thủy, mà tới đây là sẽ thành cửa khẩu quốc tế thì Thanh Thủy đấy. Thì cái này hình như cũng chỉ là vấn đề thời gian đấy, phải không? Và do đó đấy là cái hướng mở mà tôi nghĩ là Nghệ An ấy phải đóng vai trò trọng điểm cho cả cái Lào cũng như Bắc Đông Bắc Thái Lan theo cái ra thế giới. Và đấy cũng là cái điểm mà người Lào ấy, mà các bạn Lào khi làm việc của chúng tôi phải nói có một tình cảm rất đặc biệt, và họ rất là mong muốn có cái sự kết nối, cái sự phát triển đó với Nghệ An hay là các cái vùng của Bắc miền Trung. Vâng, thưa ông Hồ Đức Phước, trong phóng sự vừa rồi thì tôi thấy Nghệ An cũng rất là mạnh dạn trong vấn đề giao đất. Và cụ thể ở đây là gì? Là giao đất nông lâm trường cho doanh nghiệp để có thể nâng cao được cái giá trị sử dụng đất trên 1 hectare đất canh tác. Vậy thì dựa trên cái cơ sở lý luận nào mà Nghệ An lại rất là mạnh dạn trong cái chủ trương này? Chúng tôi sẽ mạnh dạn thu hồi đất những cái nông trường mà làm ăn không có hiệu quả để phát huy, để dành đất cho việc phát triển cái vùng nguyên liệu trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các cái thành phần kinh tế và tăng cái giá trị sản lượng trên một diện tích đất, đưa áp dụng khoa công nghệ vào và để cho các cái dự án công nghệ cao phát triển. Vâng, thưa ông Nguyễn Xuân Thắng, ở đây có vấn đề về mặt lý luận, nhưng ông đã biết rằng là hiện nay cái vấn đề giao đất nông lâm trường mà không hiệu quả cho doanh nghiệp ấy, không chỉ là vấn đề của riêng Nghệ An mà của rất nhiều cái địa phương khác. Nông lâm trường thì hoạt động không hiệu quả theo kiểu phát canh thu tô, trong khi đó doanh nghiệp muốn phát triển nông nghiệp quy mô lớn thì cần một cái diện tích đất rất là lớn. Vậy thì cần phải giải cái bài toán này như thế nào? Đây là một bài toán rất lớn. Bởi vì khi nói về tái cấu trúc doanh nghiệp, nhà nước ấy, thì người ta cũng bàn rất nhiều đến cái nông lâm trường xí nghiệp. Nhưng đây là một nội dung lớn, chắc là tôi nghĩ sẽ có một cái nghị quyết riêng. Vâng. Nhưng điều quan trọng nhất là cái tình trạng nông lâm trường xí nghiệp dưới cái hình thức ấy, mà sau khi chuyển đổi cái định hướng ấy, thì rơi vào cái tình trạng phát canh thu tô, đấy là một cái hiện tượng không thể chấp nhận được. Đấy là tài sản nhà nước. Và điều quan trọng nhất là một cái mâu thuẫn rất lớn là người ta muốn đầu tư kinh doanh các thứ lại phải có cái diện tích, phải có mặt bằng, và quá trình tích tụ trong nông nghiệp ấy thì muốn hay không muốn phải trên cánh đồng mẫu lớn, hoặc là phải dựa trên những cái trang trại quy mô thì mới có thể anh có thể đưa ra một dự án đầu tư. Và cái điều đó là không thể manh mún, phải là rất là nhất quán, và đồng thời phải đầu tư mang tính dài hạn. Bởi vì trong cái lĩnh vực nông nghiệp ấy, gắn liền với cái tài nguyên tự nhiên ấy, thì cái quá trình đầu tư vào đó phải lâu dài, chứ nó không phải như các cái lĩnh vực khác. Thậm chí ngay cả trong cái việc mà giao đất, tại sao bây giờ là trong cái sửa đổi luật đất đai chúng ta đưa đến cái mức 70 năm, nó là cũng đều như vậy cả. Thành thử tôi cho rằng cái này là cái việc cần phải giải quyết sớm và xác định rất rõ, và bảo vệ cái quyền tài sản của nhà nước, trước hết là của nhà nước. Vâng. Và sau đó nhà nước hoàn toàn có quyền, như anh Phước vừa nói, là chúng ta đối với, trước hết là đối với những dự án không hiệu quả, đúng không ạ, là phải xử lý sớm hơn. Đấy.
và dần dần tất cả những cái kế hoạch có đánh giá lại, và tôi nghĩ phải ra soát hết tất cả cái quỹ đất này, bởi vì đất của chúng ta là có hạn, mà trong khi để về lãng phí như vậy không thể chấp nhận được. Cho nên là thực sự đây là vấn đề giải quyết về vấn đề sở hữu và cái mối quan hệ của cái vấn đề giữa cái quan hệ giữa nhà nước và thị trường của chúng ta đây. Đó. Làm thế nào để cái nguồn đất này nó chuyển hóa tạo ra giá trị trong cái điều kiện phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái nguyên tắc quản lý của nhà nước đối với những cái tài sản của nhà nước đang bị, có thể nói là bị phân tán, gọi như là rải rác một cách nó rất là tùy tiện như hiện nay. Và cho đấy là cái điều không thể chấp nhận. Vâng, xin được cảm ơn ông. Có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa, thì câu hỏi cuối cùng xin được dành cho ông Hồ Đức Phước. Là như ông đã biết là trong thông điệp đầu năm thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định là chất lượng thể chế có tính chất quyết định đến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế và của từng doanh nghiệp. Vậy thì Nghệ An nhìn cái vấn đề hoàn thiện và đổi mới thể chế như thế nào trong vấn đề xúc tiến đầu tư cho tỉnh? Chúng tôi về hoàn thiện thể chế thì chúng tôi tập trung vào mấy cái việc. Thứ nhất là thể chế về cơ sở hạ tầng. Là chúng tôi đầu tư các cái cơ sở hạ tầng trọng yếu như là sân bay, bến cảng, rồi các cái tuyến đường trọng yếu, cửa khẩu, các khu công nghiệp, khu kinh tế là tập trung cái đầu tư. Thứ hai là tạo ra các cái dịch vụ tiện ích cho các cái nhà đầu tư. Và vấn đề thứ ba là cái cải cách hành chính. Cái cải cách hành chính thì phải làm mạnh thì để các cái thủ để các cái nhà đầu tư vào không bị vướng mắc, không bị chán nản. Và vấn đề thứ tư nữa là chúng tôi tạo được cái nguồn nhân lực dồi dào cho các cái nhà đầu tư khi sử dụng cái nguồn nhân lực không những ở Nghệ An mà cả cái khu vực Bắc Trung Bộ. Và vấn đề thứ năm là cơ chế chính sách. Vâng. Cái cơ chế chính sách hết sức quan trọng, là có các cái chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ san lấp mặt bằng, đưa điện nước đến chân của nhà máy, rồi tạo ra các cái xây dựng hệ thống trường học, rồi các cái vấn đề về nhà trẻ, mẫu giáo, các cái tiện ích khác để phục vụ cho nhà đầu tư, tạo ra những cái dự án lớn vào, tạo sự đột phá phát triển cho nền kinh tế. Vâng. Không hiểu là ông Nguyễn Xuân Thắng có muốn bổ sung gì thêm không về nội dung thể chế? Thể chế ở đây chúng ta hiểu rằng là chỉ là cần giải quyết ở trung ương hay là ở dưới địa phương như Nghệ An cũng có thể giải quyết được vấn đề thể chế. Tôi cho là thể chế phải nhìn một cách nó toàn diện từ cả trung ương, địa phương. Bởi vì thể chế ở trung ương ta nhìn về môi trường pháp luật, đúng không ạ? Những cái nguyên định hướng quan điểm chính sách, đấy là những vấn đề thay đổi về thể chế tư duy, đấy cũng là thể chế. Nhưng mà ở địa phương thì nó gắn liền với những cái triển khai hết sức cụ thể, cho nên ông Phước nói tôi rất tán thành. Và cần phải tập trung nhấn mạnh đến những cái thể chế rất cụ thể. Ví dụ như trong khu vực nông nghiệp nông thôn, phải làm thế nào để mà chúng ta vừa là xây dựng nông thôn mới nhưng làm sao để huy động bà con trong cái việc mà tham gia vào sự phát triển, cách làm, đúng không ạ? Và cái cách làm này chính là cái cách mà gắn liền với thể chế. Chứ không phải thể chế một cái gì nó xa vời của cái gì. Mà ở đây muốn nói được cái vai trò chủ động, năng lực sáng tạo, cái tính tự giác và cái tính tự chịu trách nhiệm. Và người ta được bảo vệ những cái quyền lợi. Thì đấy chính là vấn đề về thể chế. Cái điểm thứ hai nữa là một cái thông điệp mà Thủ tướng nêu tôi cho rất là đúng. Bởi vì bao giờ khi nói đến là cái tập trung vào cái thể chế thì có một cái việc đấy là phát huy cái dân chủ trực tiếp, cho nên hai cái việc này là không đi rời. Ví dụ anh đã thể chế thị trường thì anh phải phát huy cái dân chủ, mà dân chủ là không phải chỉ có dân chủ đại diện mà dân chủ trực tiếp. Thì đấy là những cái đột phá rất là quan trọng để chúng ta tạo ra sự thay đổi từ trong chính cơ sở, từ trong chính thực tiễn, và tổng kết lý luận thì chúng ta sẽ có được những cái lối mở rất là quan trọng cho cái sự bứt phá của cả quốc gia trong sự phát triển đi lên. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, làm việc tại tỉnh Nghệ An, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều danh nhân, lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, là địa phương đã có nhiều đóng góp hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc ban hành Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An từ nay đến năm 2020 là nền tảng quan trọng để Nghệ An bứt tốc trong thời gian tới. Và đến lúc này là Nghệ An cần phải làm gì để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chương trình đối thoại chính sách tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hồ Đức Phước, ông Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Xuân Thắng đã tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.